Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thính chúng trên đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc, hôm nay chúng ta lại có duyên để tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm kinh Di Ma Cập. Thì hôm nay là kỳ thứ 42, chúng ta nghiên cứu về cái đề tài có nghĩa là thọ ký. Thì quý vị thấy rõ ràng trong mỗi cái đề tài, chẳng những nói xung quanh liên quan tới vấn đề thọ ký, cho chúng ta cái nhận thức hai cái tầng ý nghĩa khác nhau, hai cái tầng giáo lý cao và thấp khác nhau. Bên cạnh đó cho chúng ta cũng rất nhiều cái ý nghĩa, những cái giáo lý nó ngoài cái vấn đề mà thọ ký nữa. Giống như trước chúng ta cũng có nghiên cứu về một cái đề tài mà liên quan với thọ ký ở trong này, đó là nói về vấn đề Bồ Đề. Thì nhiều hồi chúng ta sử dụng cái từ mà Bồ Đề á, nó chưa có đúng nghĩa rốt ráo, chưa có đúng nghĩa là tầng giáo lý cao được. Ví dụ như chúng ta nói ai mà phát tâm á, chúng ta nói là phát tâm Bồ Đề, hay là làm công quả, chúng ta nói phát tâm Bồ Đề để làm công quả, hay là rửa chén, hay là làm cái gì đó, chúng ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Thật sự cái từ đó nó mang một cái ý nghĩa, cái từ phát tâm Bồ Đề ở một cái nghĩa thấp, rất là thấp ở dưới. Còn cái từ mà để mà hiểu chính xác, đúng nghĩa cái từ mà Bồ Đề ở đây đó, như bữa trước chúng ta đã trình bày một ý rồi đó, là tịch diệt là Bồ Đề, là lìa diệt hết các tướng chấp. Nó quý vị thấy rõ ràng những cái việc làm mà nó ngoài cái tâm chúng ta, nó ngoài cái thân này, những cái gọi là của đó, thì thường thường ở đời bình thường chúng ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà cái ý nghĩa Bồ Đề ở đây đó, mà gọi là phát tâm Bồ Đề ở đây đó, có nghĩa là phải làm sao phát triển, thay đổi cái Bồ Đề từ ở trong tâm chúng ta, hay là nói đúng hơn là nó liên quan tới cái ngã của chúng ta. Thì rõ ràng đây này, tịch diệt là Bồ Đề, vì diệt hết các tướng chấp, là nó liên quan tới cái thân và tâm của chúng ta. Đó là bữa trước chúng ta đã học được một ý rồi. Thì thật sự chúng ta chỉ có một câu thôi, ngắn gọn, nhưng mà chúng ta học được nó có cái ý nghĩa rất là sâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái liên quan tới Bồ Đề. Cái ý nghĩa hai cái từ Bồ Đề á, là bất quán là Bồ Đề, vì xa lìa hết các trần duyên. Cái này chúng ta cũng cần để ý này, xa lìa hết các trần duyên. Ở đây không phải là cái vị mà tu tập mà mới tu, hay là các vị A-la-hán, hay là thậm chí cả Đức Phật. Khi mà gọi là bắt quán là Bồ Đề, là xa lìa hết các trần duyên á, là các vị này đi vào trong núi ở, hay là các vị này không có tiếp cận, không sống trên cuộc đời này nữa, đó là Bồ Đề. Không phải, mà ở đây chúng ta phải hiểu là lìa hết các trần duyên ở đây á, có nghĩa là chúng ta thấy qua hình ảnh của Đức Phật hay là các vị A-la-hán đó, sau khi chứng đạo xong, chứng quả vị Phật xong, hay là các vị A-la-hán đó, quý vị thấy rõ ràng là các ngài cũng sống giữa cuộc đời này, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn sinh hoạt, vẫn ăn, vẫn thở như mọi người. Nhưng mà ở đây xa lìa các trần duyên á, có nghĩa là các ngài không đếm xỉa, không quan tâm, không bị chi phối,
những cái mà gọi là ở đời á, giống như là danh nè, lợi nè, quyền nè, thế nè, địa vị, danh vọng, thì rõ ràng chúng ta thấy cái này nó hợp lý. Là có nghĩa là phát bồ đề tâm á, là xa lìa những cái ham muốn, những dục lòng. Có nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta đoạn trừ những cái thứ phiền não, những cái ham muốn từ cái tâm chúng ta, thì mang cái ý nghĩa đó mới gọi là phát tâm bồ đề. Chứ không phải chúng ta phát vài ba đồng, hay là chúng ta phát làm công quả tiếng 2 tiếng đồng hồ là chúng ta gọi là đúng cái nghĩa là bồ đề nha. Cái đó mang cái ý nghĩa bồ đề thấp. Còn ở đây rõ ràng những cái danh lợi quyền thế địa vị danh vọng cuộc đời, từ bỏ nó, xa lánh nó. Xa lánh ở đây không phải là tách ra, bỏ ra ở riêng, nhưng mà sống giữa cuộc đời này nhưng mà không ham muốn những cái đó, gọi là phát bồ đề tâm. À, chúng ta để ý ha, đó là quá bắt quán là bồ đề, là vì xa lìa hết các trần duyên. Rồi bất hành là bồ đề, vì không lưu một ức niệm, một hy vọng nào. Cái này nó cũng là, nếu mà đúng cái nghĩa của cái người mà xuất gia đúng nghĩa đó, hay là đúng kinh điển mà liễu nghĩa đó, nó hơi sâu. Thường thường mà chúng ta, cái người xuất gia làm một cái việc gì, giống y như chúng ta tạo dựng một cái ngôi chùa là để mà hoằng pháp độ sanh, rồi chúng ta hy vọng rằng cái chùa đó sau này truyền thừa cho thế hệ sau này, đệ tử chúng ta này kia nọ đó. Hoặc là chúng ta làm bất cứ một cái gì mà chúng ta còn hy vọng, thì đó nó cũng không có không dùng cái đúng cái nghĩa là bất hành là bồ đề. Đây rõ ràng là không lưu luyến một ức niệm, một hy vọng nào cả. Vậy thì chúng ta gần như chúng ta thấy cái người mà tu mà phát bồ đề tâm á, gần như là không có cái suy nghĩ tích cực. Nhưng mà không phải đâu quý vị, thật sự cái cuộc đời này nó như vậy. Đúng có nghĩa là phát bồ đề tâm ở đây á, vạn vật trên đời này nó thành trụ hoại không. Rõ ràng chúng ta có làm, chúng ta có thành như thế nào đi nữa, rồi một ngày nào đó, một thế hệ nào đó, hay là một tương lai nào đó, thì những cái mà chúng ta cho là chúng ta làm được, tạo lập ra được một cái ngôi chùa, hay là một cái địa vị, hay là một cái gì đó, chúng ta được gọi là để đời, hay là chúng ta gọi là để lịch sử này kia nọ, cái đó nó cũng không đúng cái từ là một, đó là cũng có hy vọng đó, thì chắc chắn nó không đúng với cái từ mà phát bồ đề tâm. Mà cái người tu đúng mức á, mà ở trong chứng đạo ca, cái ý nghĩa trong chứng đạo ca nói là cái người đó được được những cái mà không có gì được cả. Sao mà thấy lạ? Được ở đây có nghĩa là đối với người tu xuất gia đó không có gì mà được cả. Nhìn với cặp mắt mà liễu kinh liễu nghĩa đó, trên đời này không có gì được cả. Chúng ta được một ngôi chùa, chúng ta được một cái gì đó dưới cái kinh giáo lý kinh điển liễu nghĩa thượng thừa, thì những vật có hình tướng phải bị thay đổi. Mà cái người tu mà đúng mức, cái người tu mà đúng đường lối Đức Phật đó, là được những cái gì không được. Có nghĩa là cái tâm không có mong cầu, không có ham muốn, không có thích thú một cái gì cả, mà cái tâm đó là cái tâm bồ đề, cái tâm niết bàn. Đó, quý vị thấy rõ ràng là kinh điển mà liễu nghĩa thượng thừa, ha, là cái kinh mà giáo lý cao á, nó gần với nó ngược lại những cái giáo lý thấp ở dưới. Mà chúng ta phân tích chúng ta thấy rõ ràng, nó trúng rõ ràng, chính xác rõ ràng. Một vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát, hay là một vị Phật đi đến cái cuộc đời này, một cái hy vọng nào đó, chúng ta như gọi là chúng ta viết những cuốn sách để lại cho hy vọng đời sau, hay là chúng ta xây những ngôi chùa lớn để hy vọng là sao, đó đứng trên kinh điển bất liễu nghĩa thì nó hợp lý.
Nhưng mà với cái giáo lý rốt ráo đại thừa liễu nghĩa thì cái này nó không hợp lý. Đó, cái vị ý cái điểm đó cũng có từ mà phát Bồ Đề Tâm đấy. Đoạn là Bồ Đề vì xa lìa tất cả kiến chấp. À, thì cái này là cái mà rõ ràng chúng ta thấy những cái giáo lý mà chữ cái từ Bồ Đề không á, nó cao rõ ràng hơn cái từ mà chúng ta gọi là từ phát tâm Bồ Đề, mà chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm công quả, chúng ta gì đó. Rõ ràng là nó khác con trời con vực. Ở đây kinh điển rõ ràng này là đoạn là Bồ Đề, là xa lìa tất cả các kiến chấp. Thì quý vị nhớ, ngay cái thời Đức Phật ra đời á, thì Ấn Độ nó có dù có 96 đạo giáo đi nữa thì nó chia ra có hai thành 62 cái gọi là cái tà kiến, nhưng mà nó đưa theo hai cái luồng tà kiến, một là đoạn kiến, hai là thường kiến. Ghê gớm vậy đó quý vị. Mà may cái là chúng ta là cái người đệ tử của Đức Phật, là cái vị mà khi mà ra đời thì nghiên cứu 962 cái tà kiến này trong kinh Phạm Võng á, ngài không chấp nhận. Thái tử Tần Đa không chấp nhận những cái tư tưởng này. Có nghĩa là một số tôn giáo nó đề cập cái chủ trương của nó là nó gọi là thường kiến, nó theo tư tưởng thường kiến, ý nói rằng là đã làm con người rồi thì đời sau chúng ta trở lại làm người, dù trong đời này chúng ta có làm ác hay làm thiện thì trở làm người cũng hợp lý rồi. Còn cái đường lối này á, thường kiến người ta quan niệm á, là chúng ta có làm ác cỡ nào đi nữa chúng ta tái sinh lại vẫn làm người, đó gọi là thường kiến. Còn một số tôn giáo, một số tư tưởng của tôn giáo người ta quan niệm là đoạn kiến, người ta nói rằng đã mang thân con người này rồi đó, rồi á chúng ta chết rồi là hết, dù chúng ta có ăn hiền ở lành tu nhân tích đức hay chúng ta làm vô số đồ tiểu lỗi đi nữa thì chúng ta chết rồi là hết luôn. Đó, quý vị thấy ghê gớm. Ngay cái thời Đức Phật nó đã có hai cái luồng tư tưởng thường kiến và đoạn kiến nặng như vậy. Mà may một cái là Đức Phật chúng ta là người mà nghiên cứu xong rồi không chấp nhận tư tưởng này, mở ra cái con đường gọi là trung đạo. Có nghĩa là ngài vẫn chấp nhận cái con người này có thể đời sau trở thành làm người hoặc có thể làm hơn, nhưng mà cũng coi chừng, cũng con người này coi chừng đời sau sẽ không trở lại làm người được, mà có thể còn rất thấp hơn nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật chúng ta đi con đường trung đạo, nó làm cho gần như cái xã hội bây giờ, nếu người ta sống theo cái tư tưởng mà thường kiến và đoạn kiến đó, gần như cái xã hội bây giờ nó sẽ loạn lên. Tại vì thường kiến người ta nghĩ rằng là bây giờ người ta làm gì ác đi nữa, người ta gọi là khủng bố, người ta làm bất cứ cái gì đi nữa, rồi người ta chết rồi đời sau người ta không phải làm người. Thì một cái tư tưởng đó nó làm cho xã hội này loạn lên. Và một cái tư tưởng thứ hai là đoạn kiến, ta nghĩ rằng là bây giờ trong đời này mình cứ gọi là sát sanh, giết nhau, chém giết nhau này kia nọ, thì cái xã hội này nó còn được giữ cái bình yên hay không? Ta nghĩ rằng sau khi chết là hết mà, đâu có tội lỗi gì đâu. Cái đường trung đạo của Đức Phật, dù ở thế giới người ta không nói rằng cái con đường người ta đang sống bởi con đường trung đạo là con đường của giáo lý nhà Phật, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng trên cuộc đời này người ta đang sống con đường trung đạo. Rõ ràng người ta sống đường trung đạo có nghĩa là người ta quan niệm rằng có thể làm ác, hành động ác, coi chừng ở tù. Và nếu mà chúng ta sống lương thiện tốt á, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc ngay cái cuộc sống này. Và người ta quan niệm cái nhân quả hiện tại như vậy, thì cái nhân quả quá khứ nó cũng y chang như vậy.
thì gần như chúng ta thấy cái xã hội là nó mới gọi là được gọi là bình yên đấy. Người ta sợ cái quy luật nhân quả, đó là quy luật chung của vũ trụ mà. Thì từ cái chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng là một cái quy luật nhân quả không phải của đạo Phật riêng, mà cái quy luật của vũ trụ, mà cả thế giới chúng ta đang sống nó là của quy luật ngầm, nó không nói là của riêng ai của đạo Phật gì cả, nhưng mà tất cả mọi người gần như sống với nó. Thì cho chúng ta thấy á, là một cái tư tưởng thường kiến và đoạn kiến là hai cái tư tưởng rất là nguy hiểm nếu xã hội này sống bởi hai tư tưởng này. Thì đó là chúng ta thấy là ở đây nó là đoạn bồ đề, đoạn là bồ đề, xa lìa tất cả cái kiến chấp. Cái này đó chúng ta thấy ai mà đã học di thức á, thì chúng ta thấy cái tông di thức nó giúp cho chúng ta học được cái này, chúng ta sống rất là hạnh phúc. Thật sự trên cái cuộc đời này nó có cái khổ gần như chúng ta khổ, nhưng mà có hai cái khổ lớn nhất, đó là cái khổ mà chúng ta chấp, hay là chúng gọi là ở trong di thức gọi là biến cái chấp á, có nghĩa là chấp nên một cách sai lầm. Đó là chúng ta chấp vào cái ngã từ cái thân chúng ta sai lầm. Mà cái đạo Phật đó là trong kinh, cái hệ thống giáo lý tiểu thừa nói chúng ta là một cái giáo lý rất là chính xác ở trong kinh Nam Truyền đó, là vô thường vô ngã. Rõ ràng Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy rõ ràng là cái con người chúng ta là vô ngã. Vô ngã đây có nghĩa là chúng ta không làm chủ chúng ta được, không tự quyết định nó được, mà nó là tập hợp nhiều nhân nhiều duyên tạo thành, mà gọi là một cái công ty xí nghiệp mà nhiều cổ phần tham gia vào, thì chắc chắn ông chủ, một ông chủ không có quyền tự quyết định được. Cái cơ thể chúng ta cũng y chang như vậy đấy. Mà Đức Phật nói rằng giống như cái cơ thể chúng ta nó giống như cây chuối vậy đó. Mà nó gọi là cây chuối là do nó có nhiều cái bẻ chuối nó họp lại, chúng ta gọi là cây chuối. Mà chúng ta đem tách từng bẻ chuối ra thì đến một cái cuối cùng nó không còn cái gì gọi là cây chuối nữa cả. Thì rõ ràng một cây chuối nó được hình thành nhiều cái bẻ chuối. Một cái cơ thể chúng ta nó được hình thành từ thất đại, nếu là theo kinh Hoa Nghiêm là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Còn cái cơ thể này được hình thành theo cái giáo lý kinh điển Nam Truyền á, là gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này giống như năm cái bẻ chuối, hay là bảy cái bẻ chuối nó hình thành lên cơ thể chúng ta. Rõ ràng nó vô ngã, nó là tập hợp nhiều nhân nhiều duyên tạo thành, không có tự một cái nó cái sắc hay là địa hay thủy tự một cái mà nó hình thành trong cơ thể được, mà nó cộng tác bảy hoặc năm thành phần còn lại để nó hình thành lên. Mà cái khổ chúng ta đó là do chúng ta tự cho, chúng ta gọi là ngã đó. Quan trọng á, cái đó là do cái thằng độc đầu ý thức, là cái thức thứ sáu á, tự nó ngồi, tự nó suy nghĩ, tự nó cho, rồi nó tự làm khổ nó thôi. Một con người giống như bản thân nhà sư đây, bình thường đi đứng bình thường, ăn uống bình thường, không có chuyện gì, chưa có chức vụ không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà cho sư một cái chức nào đó lớn đi, cái chức đó nó không hình không bóng không màu không mùi không gì cả, nhưng mà cái thằng đằng thằng ý thức á, thằng độc ảnh cảnh đó, nó tự cho mình là rất quan trọng. Mà nó cho mình quan trọng á, thì trước tiên á là những cái gì mình suy nghĩ mình cho nó như vậy, quy định nó như vậy mà người ta không đáp ứng lại á, thì chúng ta khổ. Ví dụ như bản thân nhà sư đây, là ví dụ như một vị trụ trì đi, đi đến một cái buổi tiệc nào đó,
mà giới thiệu nhiều vị thầy trụ trì khác mà quên giới thiệu nhà sư đi. Nếu là trong người nhà sư có bản ngã lớn á, là trong cái buổi lễ đó gần như hoàn toàn nhà sư ngồi giống như bà Thanh Đề mà ngồi ở trên cái trong cái bằng trong hay là trên lửa vậy đó. Cái, cũng có buổi tiệc đó, cũng những chương trình đó, cũng những con người đó, cũng cái thời tiết đó. Mà nếu mà giới thiệu á thì nhà sư ngồi thọ hưởng, cảm nhận, hưởng những cái buổi lễ rất là bình yên, rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Còn mà quên giới thiệu bản thân sư, nếu nhà sư là cái người bản ngã lớn thì gần như cái buổi tiệc đó đối với nhà sư không có giá trị gì cả. Không thấy cái gì đẹp, không có thấy gì hạnh phúc, không có thấy gì là vui ở đây cả. Chứ vì thấy rõ ràng đó là cái bản ngã của chúng ta. Do chúng ta tự cho tự ấy nó như vậy thôi, cho nên trên thực tế nó không có. Mà cái khổ này quý vị thấy rõ ràng lại đi. Người lớn á thì bị những người nhỏ gọi là làm đau khổ. Chúng ta nói nhỏ không có thành kính, nhỏ không có quý mình này kia nọ, tự do rồi nó không được rồi bắt đầu khổ. Đó gọi là cái khổ mà khổ lớn, nó liên quan tới ngã. Cái khổ thứ hai là ngã sở. Những cái gì cũ á, giống như cái laptop của nhà sư. Trước đây mà nhà sư chưa đưa những cái tờ giấy, những cái đồng tiền á cho một cái công ty chỗ bán nào đó thì cái này không gọi là của nữa, chưa gọi là của. Ai muốn đập, muốn làm, sử dụng cái laptop cỡ nào đi nữa, nhà sư không buồn, không giận gì hết. Nhưng mà sư đưa một cái tờ giấy, một cái đồng tiền nào đó, nhà sư lấy thành của mình. Mà ai đụng tới cái laptop này sẽ có chuyện. Đó, chúng ta thấy chúng ta khổ bởi cái này không ít nha quý vị. Hai cái khổ lớn nhất cuộc đời của chúng ta là vậy thôi. Mà rõ ràng chúng ta học đạo để mà được giải thoát, được giác ngộ, được an lạc mà. Thì chúng ta thấy cho được cái này. Để chúng ta hóa giải, chúng ta bớt đi đau khổ. Đó là hai cái khổ lớn. Nếu chúng ta loại trừ được hai cái này thì chúng ta sẽ có được cái niết bàn, cái giải thoát, cái an lạc của Đức Phật, của Đạo Phật. Đó là hai cái khổ lớn mà chúng ta gần như chúng ta chưa làm nổi. Còn có những cái khổ nhỏ mà gần như hàng ngoài ngoài hay cái khổ lớn này rồi á, nó có rất nhiều cái khổ nhỏ nữa. Mà cái đạo Phật, chúng ta học đạo Phật để mục đích đó là chúng ta học những cái giáo lý để chúng ta thấy cái sai lầm đó rồi chúng ta sửa lại, chúng ta được cái hạnh phúc an lạc thôi. Cái giáo lý nhà Phật chỉ có mục đích để làm cái chuyện đó thôi. Thì ở đây sư sẽ trình bày 2-3 cái ý mà liên quan tới cái tâm duy thức. Nên sư nói thiệt quý vị, cái người mà nghiên cứu kinh điển mà tốt á, không phải chúng ta chọn một cái tâm nào đó rồi chúng ta chết bởi cái tâm phái đó, không phải. Cái người mà tu theo đạo Phật, cái người mà nghiên cứu kinh điển mà tốt á, giống như một người hành khách mà đi gọi là đi thưởng ngoạn, đi du lịch, thì trên cái con đường mà đi hành, người hành khách đó đi đó, thưởng ngoạn du lịch đó, cái người cái tâm mà mở, không lo gia đình, không lo chuyện gì này kia đó, thì gần như suốt cái tuyến đường đi đó, cái hành khách này sẽ hưởng rất nhiều những bông hoa, những cỏ cây, những cái chuyến đường hay là những cái đẹp xung quanh hai bên đường đi. Thì cái người mà học đạo á cũng y chang như vậy. Cái hành trình mà từ phàm phu mà đến giải thoát, cái người mà học đạo mà chúng ta đang trên đường mà cầu học đạo á, thì gần như các cái tông phái chúng ta phải thọ hưởng được mới đúng. Thì tại vì con người chúng ta nó rất nhiều bệnh, mà mỗi tâm á, thì nó có thể nó trị một hai bệnh mà thôi.
Nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta học được nhiều cái thuốc của nhiều tông phái thì chúng ta sẽ trị cái bệnh, chúng ta sẽ bớt khổ đau nhiều hơn. Thì xin nói cái ý này đó là cho quý vị thấy rằng rõ ràng cái người học đạo đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta học đạo bấy nhiêu là đủ, hay là chúng ta học một cái tông phái nào chúng ta thích là chúng ta nói là đủ hết của giáo lý nhà Phật. Không phải đâu quý vị. Thì chứng minh quý vị thấy này, theo cái tông của nhà sư đó là nó gọi là thiền tông, là liên quan tới thiền đó, mà sư học cái tông duy thức này chúng ta nhà sư hưởng rất là nhiều. Rồi cái, trong cái tông tịnh độ nhà sư cũng hưởng rất là nhiều trong cái tông tịnh độ. Thì ở đây sư thấy rõ ràng sư có cái bệnh, gần như ai cũng có cái bệnh này, là biến cái chấp mà cái tông duy thức nó trình bày đây. Rồi chúng ta nghiên cứu kỹ á, là chúng ta sẽ uống giống như uống cái thuốc này chúng ta sẽ bớt cái bệnh này. Thì cái tâm này nó có ba cái ý mà chúng ta cần để ý. Nếu chúng ta áp dụng được á, là chúng ta được gọi là uống bớt bệnh á. Thứ nhất là biến cái chấp, thứ hai là y tha duyên sinh khởi, thứ ba là viên thành thật. Thì biến cái chấp có nghĩa là chấp nên một cách sai lầm nha, sai lầm chứ không trúng miếng nào cả. Y tha duyên khởi có nghĩa là chúng ta hiểu cho trúng, mà khi hiểu trúng rồi á thì cái biến cái chấp nó sẽ bị tan biến ngay lập tức. Mà khi mà chúng ta hiểu trúng rồi, cái biến cái chấp cái sai lầm nghĩ ban đầu nó sai rồi á, thì chúng ta được cái tánh thứ ba là viên thành thật, là chúng ta được an lạc hạnh phúc. Ở đây sẽ đưa một vài ví dụ cho quý vị thế này. Biến cái chấp á, là chúng ta quy định một nhóm nào đó hay là tự chúng ta quy định nó là như vậy, nhưng mà cái sự thật vấn đề thì nó không như vậy. Giống như cái bông này, chúng ta theo người Việt chúng ta gọi là bông lan, nhưng mà người Mỹ người ta không sử dụng cái từ bông lan lan đây được. Người Úc, người Âu người ta không sử dụng cái từ đó. Đó là chúng ta sẽ là biến cái chấp cùng nhau quy định, chấp nó là cái từ nhìn thấy cái bông này gọi là bông lan, nhưng mà nó sai. Nó sai có nghĩa là một số châu khác người ta không sử dụng dùng cái từ đó, người ta chỉ dùng chỉ cho cái bông này. Y tha duyên khởi có nghĩa là như thế này. Cái tánh thứ hai đó chúng ta phải học được cái tánh thứ hai này, thì cái tánh đầu tiên nó sẽ mất và chúng ta được cái tánh thứ ba. Thì ở đây quý vị thấy rõ ràng nè, cái tánh thứ hai y tha duyên sanh khởi ở đây đó có nghĩa là chúng ta nghĩ hiểu cho được bản thân cái bông này khi nó mới mọc lên nó không tự xưng nó là tên bông lan, nó không có xưng. Rồi chúng ta hiểu cái ý thứ hai đó, đây là do một số người Việt chúng ta quy định từ nó bông lan thôi. Bây giờ chúng ta gọi là có bông gì thì cũng được. Ta hiểu được những cái ý đó rồi đó, thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng người Việt hay là không phải người Việt, người ta nhìn cái bông mà ta nói đây là bông hướng dương, hay là ta nói đây là bông loa kèn, mà chúng ta không có bực bội bất an khổ đau bởi cái tên này đó, thì chúng ta gọi là gì? Được cái tánh thứ ba là cái tánh viên thành thật. Đó là chúng ta dựa trên cái danh từ để chúng ta đã phá, chúng ta chứng minh cái danh, cái biến cái chấp đầu tiên, cái danh từ đầu tiên nó sai, chúng ta được cái tánh thứ ba là an lạc hạnh phúc. Còn nếu phân tích về cái mặt cái thành phần nó được hợp thành lên cái bông lan này đó, thì xin thưa quý vị, nhiều lần thì sư phân tích quý vị thấy rõ ràng một cái bông lan được hình thành phải nói là trùng trùng nhân duyên,
không nói là một nhân hai nhân ba nhân hình thành cái lan này được. Một cái củ, một cái bông, một cái gốc lan, rồi đất nước lửa, chúng ta nói bấy nhiêu đó là hình thành đã được bông lan rồi. Đó là chẳng qua là một cái lý lịch trích ngang mà thôi. Còn nó phải trùng trùng nhân duyên trong đó, nó đầy đủ nhiều nhân nhiều duyên trong đó, như nhiều lần phân tích cái việc theo rõ ràng. Cái này rất là khoa học chứ không phải là đạo Phật đưa chúng ta đến cái chỗ mà bắt chúng ta là tin tưởng một cách mù quáng đâu quý vị. Thì rõ ràng chúng ta hiểu được cái từ nó là trùng trùng nhân duyên tạo thành á, mà bản thân nó sanh ra nó mới mọc lên nó không nói nó bông lan. Thì bây giờ ai có kêu bông lan, bông gì, bông nọ, bông gì đi nữa, chúng ta không khổ đau, không bực tức trước những cái danh từ đó đó, thì chúng ta đã xử lý được cái biến cái chấp, cái hiểu sai lầm của chúng ta rồi. Chúng ta hiểu thông chỗ này mà, thì chúng ta cái biến cái chấp nó sẽ bị tan biến. Biến cái chấp đây là cái tên hồi nãy là tên bông lan đó, nó sẽ bị tan biến ngay lập tức. Và chúng ta được an lạc, không khổ đau trước những danh từ người ta gọi đó. Chúng ta gọi là viên thành thật. Đó, quý vị thấy rõ ràng. Rồi, chỉ đưa thêm một vài ví dụ, quý vị. Chúng ta khổ bởi cái biến cái chấp cái này rất là nhiều, mà chúng ta áp dụng được cái ba cái tánh y thay trong cái tâm duy thức này là chúng ta rất là khỏe. Bây giờ quý vị có không mà áp dụng vô, quý vị có khổ đau đi nữa thì cuộc đời nó cũng vận hành như vậy thôi, chứ không phải chúng ta tranh giành những cái tên đó, chúng ta quy định nó như vậy rồi chúng ta cực khổ bao nhiêu thế hệ này kia nọ rồi cái bông đó nó khác. Không bao giờ khác. Chúng ta có đặt cho nó bao nhiêu cái tên, chúng ta đau khổ bao nhiêu nó, thì cái bông hoa này nó cũng thành trụ hoại không thôi. Chúng ta đừng ngu và đừng khờ sai lầm như vậy nữa. Thì bây giờ sẽ đưa thêm một vài ví dụ, quý vị thấy chúng ta bị biến cái chấp rất là nhiều, mà chúng ta áp dụng được cái kiến chấp này đó, thì chúng ta sẽ có cái an lạc giữa cuộc đời này rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta quy định á, là từ hồi giờ theo người Việt chúng ta đó, chúng ta quy định á, là ăn phở, một cái món phở đúng không, là phải có rau gì đó, từ hồi giờ quy định nó vậy đó, rau ngò húng hay gì đó, là từ hồi giờ chúng ta quy định ăn phở là phải có cái rau này. Đó là chúng ta gọi là gì, biến cái chấp. Một số người Việt chúng ta quy định nó như vậy. Bây giờ người ta đem ra một cái tô phở mà ta đem cái rau mà ăn gọi là bún mắm, là chúng ta sẽ bực bội, bất an, bất hạnh phúc ngay lập tức. Đó, quý vị thấy rõ ràng chúng ta bị biến cái chấp rồi, tự quy định rồi, cái biến cái chấp nó quay ngược lại, nó làm chúng ta ăn tô phở không bao giờ hạnh phúc, vui vẻ miếng nào cả. Mà bây giờ chúng ta học cái tâm duy thức này, chúng ta hưởng rõ ràng này. Bây giờ đem kêu một cái tô phở ra, người ta đem rau mà rau ăn bún bò Huế hay là rau ăn ăn bún mắm hay cái gì đi nữa, bỏ vô ăn với cái tâm mà nó hoan hỷ, nó không chấp, không quy định như vậy đó, nó ngon còn như thế nào nữa. Mà quý vị thấy rõ ràng cái tô phở đâu phải nó mới mọc ra là nó quy định cái phải ăn cái rau đó đâu. Cái người mà đầu tiên nấu cái tô phở đó ra không có cái công thức, rồi sống ở đời nấu ăn riết, rồi có cơ hội ăn cái lá này lá kia, bông này bông nọ, hay là rau này rau kia, chúng ta thấy nó gọi là thích, nó phù hợp một chút, nó dạo cảm giác gọi là ngon một chút, rồi chúng ta quy định nó. Đó gọi là biến kế chấp cái tô phở của người Việt chúng ta. À, bây giờ chúng ta là học cái giáo lý cái tâm duy thức này rồi. Bây giờ kêu một cái tô bún bò Huế ra, đem rau nào ra cũng bỏ vô ăn được hết, là chúng ta đã phá phá ngay cái biến cái chấp ban đầu tiên, quy định tô bún bò Huế rau đó, đem rau nào ăn cũng ngon hết.
Rồi nó phá được cái tánh đầu tiên thì nó được cái tánh thứ ba là viên thành thật. Là cái tánh này cái biểu hiện là chúng ta ăn trong ngon lành, ăn trong hạnh phúc, trong an lạc. Cái vì nó đạo Phật mà nói chuyện giống y như là không có lực lệ, không có nghi thức gì cả. Thưa quý vị, những cái nghi thức, những cái lực lệ đó đó tương đối mà thôi, nó không giúp cho chúng ta một cái an lạc nào cả, mà nó quay ngược lại nó làm chúng ta càng khổ đau nữa. Chúng ta học cái giáo lý nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta cái cách sống làm sao cho nó khỏe. Nhiều, rất là nhiều trên cuộc đời này chúng ta bị biến cái chấp quá nhiều mà chúng ta vẫn khổ bởi cái biến cái chấp, cái biến cái chấp này không. Chúng ta quy định một người phụ nữ phải như thế này, thế này, thế này, thế này, mà nhất là những vị nào mà đã sống trong một cái xã hội nào đó, một cái phong tục nào đó mà nó nặng cái tư tưởng mê tín dị đoan, một cái tư tưởng phong kiến nó hấp thụ vào trong cái não quý vị đó, sống bởi những xã hội đó, rồi bây giờ nó hình thành lên một cái gọi là một cái công thức mà chúng ta gọi là cái biến cái chấp đó. Bây giờ quý vị đi đến những chỗ khác mà khi người ta làm không như vậy là cái vị khổ đau ngành chức. Mà cái người học Phật á là nói đây là chẳng qua là trong cái xã hội đó, trong cái thời đó, rồi trong cái giai đoạn đó người ta sống như vậy. Bây giờ chúng ta sống ngược lại, thay đổi đi nữa thì nó tốt lên thôi. Chúng ta không khổ đau trước những cái quy định trong cái xã hội thời đó đó là chúng ta được hạnh phúc, mà chúng ta gọi là được cái tánh thứ ba là viên thành thật. Quý vị thấy cái đạo Phật nó hay đến mức độ đó, học dạy nó mới mê đạo Phật được chứ. Chúng ta khổ dằn vặt ở cuộc đời là ba những cái chuyện không đau vào đau hết. Nó là một những cái cách sống ở đời thôi, chứ không hề chân lý nào cả. Nhưng mà nó làm chúng ta khổ cũng ít đâu nha. Đó, quý vị để ý ha, là cái này nè, cái từ mà đoạn là bồ đề, vì xa lìa tất cả cái kiến chấp. Đó, chúng ta thấy rõ ràng cái đó là chúng ta thay đổi, chúng ta tu tập, chúng ta an lạc trước cái cuộc đời này, không bị lực lệ quy định bởi cái suy nghĩ chúng ta hay là lực lệ quy định của một số đông nào đó, là chúng ta gọi là phát tâm bồ đề. Mà phát tâm bồ đề đã phá tu tập cái biến cái chấp. Đây là cái kiến chấp á. Đó, khi mình thấy rõ ràng chúng ta học trong cái đề tài này cho chúng ta nhiều cái giáo lý rất là sâu. Như vậy đó mới gọi là cái từ mà phát bồ đề. Bỏ hết những cái tư tưởng sai lầm, trở về với cái thực tại, với cái an lạc. Cái đó mới là cao, cái đỉnh cao của bồ đề chứ. Rồi á, ly là bồ đề, vì lìa xa tất cả vọng tưởng. Là đó, chúng ta gần như chúng ta sống ở đời là chúng ta vọng tưởng rất là nhiều. Mà ở đây có nghĩa là phát tâm bồ đề, ở đây có nghĩa là xa lìa tất cả vọng tưởng, là những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ ảo hoặc hoang đường, không có thực tế. Mà những cái ảo hoặc hoang đường, những cái suy nghĩ không thực tế đó, nó chẳng qua là một cái gọi là bắt bóng vậy thôi. Nó không được cái gì cả, nhưng mà gần như chúng ta sống bởi cái tư tưởng này rất là nhiều. Ảo giác, ảo tưởng. Chúng ta cứ ngồi đó, chúng ta tưởng tượng chúng ta sẽ là cái người như quan trọng như thế này, thế kia, thế nọ.
mà trong khi đó hàng ngày chúng ta là một người công nhân. Chúng ta đòi một ngày nữa chúng ta làm tổng thống, chúng ta là một phi hành gia hay là gì ghê gớm. Mà trên thực tế thì chúng ta là một người công nhân, một người bình thường, một người quét rác. Mà nếu mà chúng ta phân tích cho cao hơn nữa, những cái người mà gọi là tổng thống, những cái vị phi hành gia, nếu là chúng ta được đến đó, chúng ta làm vấn đề đó cũng chưa phải là hạnh phúc đâu. Coi chừng những cái địa vị đó là cái nơi mà nó làm chúng ta bất hạnh nhiều hơn. Ở cái địa vị chúng ta là một công nhân, một người hốt rác. Nếu chúng ta sống với thực tế, với thực tại. Thực tế, thực tại là có nghĩa là gì? Chúng ta sống ở trong một cái gia đình có vợ, có chồng, có con, có chiếc xe, có ngôi nhà, có những phương tiện chúng ta sống hàng ngày tương đối là đầy đủ. Chúng ta hạnh phúc, thọ hưởng những cái đó, chúng ta cảm nhận được chúng ta hạnh phúc những cái đó là chúng ta đang sống với thực tại. Cái đó rất là hạnh phúc. Mà cái đạo Phật có nghĩa là cái đạo trở về với chính mình, trở về sống với thực tế, thực tại là lý do đó. Chúng ta có một người vợ đẹp, có một người chồng đẹp, dễ thương, có một đứa con học giỏi, mà hàng ngày chúng ta chạy những cái dục vọng, địa vị, danh vọng này kia nọ cực lớn đâu không? Những cái hạnh phúc xung quanh chúng ta không hề cảm nhận, thọ hưởng được. Đến một ngày nào đó, những cái hạnh phúc đó nó tạm rời xa chúng ta, hay là nó mất đi, thì chúng ta mới nhận diện được, thì lúc đó chúng ta không hưởng được cái gì cả. Những cái hạnh phúc ngay hiện tại kế cạnh, mà trong đạo Phật có nghĩa là chúng ta đang bơi trong dòng nước ngọt, mà lại chúng ta đang chết bởi khát nước. Chúng ta đang sống trong niết bàn, mà chúng ta không hiểu cái niết bàn được cả. Quý vị nhớ rõ ràng trong cái kinh này, ngay cái đầu tiên đó, Đức Phật minh chứng chúng ta thấy rõ ràng. Cái thế giới ta bà này đó là niết bàn, là cực lạc của Đức Phật Thích Ca, của các vị A-la-hán ngay thời Đức Phật. Mà trong khi đó bây giờ thế giới ta bà này đó, đối với chúng ta là nó trở thành là địa ngục. Quý vị nói cái thời Đức Phật không có xã hội, nó không có gọi là giống như bây giờ. Xin thưa quý vị, những cái gì trong quá khứ có, những cái gì bây giờ có, thì trong quá khứ nó đã xảy ra rồi. Đó là trong kinh Đức Phật nói đó. Mà những cái gì bây giờ chúng ta thấy gọi là mới đó, chẳng qua là chúng ta chưa gặp nó, và bây giờ nó xảy ra chúng ta gọi là mới thôi. Nhưng mà những cái này nó đã xảy ra trong quá khứ hết rồi. Bây giờ theo cái chu trình của nó quay ngược lại mà thôi. Đấy thì rõ ràng trong cái cuộc sống này, đối với Đức Phật, khỏi ta bà này là cực lạc, còn chúng ta nó là địa ngục. Chúng ta thấy rõ ràng cái từ phát tâm Bồ Đề ở đây á, là xa lánh bớt những cái dục vọng, những cái ham muốn. Mà quý vị coi là đi, những cái ham muốn, những dục vọng nó chỉ giống như là bắt bóng. Mà quý vị bắt bóng là không bao giờ mà bắt được cái bóng. Quý vị chạy theo những cái danh vọng, địa vị này kia nọ, quý vị không bắt được một cái gì cả. Cái hạnh phúc cũng không có. Trên hình dáng thì nó không có, đã đành rồi. Mà trên cái hạnh phúc nó cũng không có. Mà trái ngược lại, nó là cái nguyên nhân để chúng ta đưa đến khổ đau không. Vậy đó mà chúng ta chạy theo ở đây là chạy theo những cái vọng tưởng. Mà ở đây ngày đó là muốn gọi là cái từ mà phát, có nghĩa là Bồ Đề đó, là phải ly xa lìa tất cả các vọng tưởng ảo giác.
mà trở về sống với thực tại những hạnh phúc bên chúng ta. Nếu chúng ta biết có thiền định á, biết thiền định á, nó làm chúng ta rất là hạnh phúc nha. Bản thân nhà sư giống như là buổi sáng buổi chiều mà thiền hành đó, thiền định đó, là trước tiên nhà sư phải ngồi suy nghĩ từ sáng tới chiều, mình nói những gì, mình làm những gì, mình suy nghĩ những gì, kiểm chứng nó lại coi. Nếu là những cái việc làm đó mà nó phạm vào cái đạo đức, nó không trúng á, là chúng ta dừng nó lại và ngày mai chúng ta hạn chế, và đến một ngày nào đó chúng ta cần phải tiêu diệt nó. Còn từ sáng tới chiều mà chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ những điều thánh thiện, tốt lành, đạo đức, thì chúng ta cần suy nghĩ thêm, phát triển nó lên và cho nó hành động qua nói và làm. Đó là những cái ý mà trước khi mà chúng ta đi vào thiền định. Và một cái ý nữa chúng ta cũng cần, nếu chúng ta có biết cái cách mà thiền định đó, nó làm cho chúng ta trong gia đình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc thì như thế này nè, có nghĩa là hàng ngày nếu chúng ta không có thiền định đó, những cái hạnh phúc kế cạnh chúng ta, gần như chúng ta không thấy được, không cảm nhận được, và chúng ta không hưởng nó được. Còn ở đây thiền định có nghĩa là chúng ta ngồi suy nghĩ, chúng ta rất hạnh phúc khi chúng ta còn được hai cái tay, hai cái chân. Bây giờ chúng ta bưng một ly nước uống rất là dễ. Đến một ngày nào đó cái chân, cái tay nào mà nó bị liệt đi, muốn bưng cái ly nước lên uống rất là khó. Chúng ta còn được hai cái chân đi rất là tốt, chúng ta không cảm nhận đó là hạnh phúc sung sướng. Đến một ngày nào cái chân nào đó nó bị liệt hay là nó bị gì đó, chúng ta rất là khó khăn. Chúng ta rồi chúng ta ngồi quán chiếu như nãy nhà sư nói đó, chúng ta cảm nhận cho được chúng ta có một đứa con nó học giỏi hơn cái những đứa con hàng xóm, chúng ta có được một đứa con nó hiền, nó đạo đức hơn những đứa con mà ở kế cạnh, chúng ta có một người chồng, người vợ lo công ăn việc làm rất là tốt, sống ở đời rất là dễ thương. Chúng ta phải quán chiếu, cảm nhận và thọ hưởng được những cái hạnh phúc đó. Khi mà cái việc thọ hưởng được những cái hạnh phúc mà kế cạnh mình được á, thì những cái ham muốn dục vọng nó sẽ rơi bớt xuống. Một con người mà hàng ngày mà cảm nhận được những cái hạnh phúc mà như chúng nãy giờ sư nói đó, một cái cơ thể nó đầy đủ như vậy, sống thỏa mãn như vậy đó, rồi những cái của, chiếc xe chúng ta đi rất là thoải mái, leo lên chiếc xe là chúng ta nổ máy được, rồi có máy lạnh đi, chúng ta gần như chúng ta không có trở về với thực tại, chúng ta chạy xe bởi với một cái quán tính, không cảm nhận nó được. Leo lên chiếc xe chúng ta mở máy là nó nổ được là chúng ta hạnh phúc. Đến một ngày nào đó chúng ta bỏ cái chìa khóa thì chúng ta bật lên mà nó không nổ được, thì chúng ta cảm nhận được cái bây giờ nó nổ chiếc xe lên hạnh phúc. Rồi chúng ta ngồi trên chiếc xe mà có được cái máy lạnh, nó hạnh phúc, nó vui vẻ. Đừng để một ngày nào chiếc xe chúng ta không còn mở máy lạnh được, nó nóng hừng hực đó. Mỗi lần chúng ta làm bất cứ cái gì, chúng ta cảm nhận được những hạnh phúc như vậy đó, nó làm cho cái con người chúng ta sống rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Rồi từ những cái đó chúng ta mới thấy quý những cái xung quanh đó, chúng ta mới thương yêu nhiều hơn, chúng ta mới quý nó nhiều hơn. Rõ ràng là chúng ta tạo một cái gia đình mà gọi là có thể là niết bàn đấy, nếu chúng ta biết thiền định tư duy bằng cách đó. Chứ mà cái vị không có tập thiền á, đó gọi là thế gian thiền đó, cái vị không cảm nhận được cái đó là gần như cái vị sống ngoài tâm không.
những hạnh phúc kế cạnh chúng ta không hưởng một cái gì cả. Mà Đức Phật nói rõ ràng, cái cuộc đời này, cái thế giới ta bà này là niết bàn hết, chỗ nào cũng là niết bàn hết. Mà do chúng ta để cái đầu, cái suy nghĩ chúng ta đi chạy theo những cái vọng tưởng này nè. Chúng ta không cảm nhận, chúng ta không thọ hưởng được những hạnh phúc kế cạnh chúng ta. Đó, như vậy đó thì mới dùng cái từ có nghĩa là người phát tâm bồ đề, có nghĩa là cái người để xa những cái dục ham muốn dục vọng, trở về sống với thực tại chúng ta. Đó là cái từ, đó là cái từ đúng nghĩa là cái từ bồ đề. Rồi cái từ chướng là bồ đề, vì chống lại tất cả những mong muốn. Đó, quý vị thấy rõ ràng cái từ bồ đề nó cũng cao siêu đến mức độ đó đó. Thắng ngàn ngàn quân địch nhưng mà không tự thắng mình nổi. Một tên tướng có thể ngoài đời ở một trên chiến trường có nghĩa là thắng ngàn ngàn quân địch, tướng nào giỏi cũng có thể thắng được, nhưng mà tự chinh phục, tự chiến thắng cái tâm của mình thắng không nổi. Nên Đức Phật nói là cái người lực sĩ mà mạnh nhất á, không phải là trên chiến trường, mà cái người mạnh nhất á, trong giáo lý nhà Phật đó là cái người tự thắng cái những cái tâm mình được, thì cái người đó mới người tướng sĩ. Thì quý vị thấy ra đó rằng đi, gần như chúng ta đánh ngàn ngàn quân địch thắng hết, nhưng mà những cái ham muốn, những cái dục vọng, những cái sân, những cái si, những cái tham, những cái buồn, gần như chúng ta không có khống chế nó được, không có thắng nó được. Nhất là những cái ham muốn, gần như chúng ta không tự thắng nó nổi, không tự thắng lương tâm mình được. Thì cái từ như vậy đó, chúng ta không thắng cái đó mà chúng ta làm những cái việc sơ sơ ở ngoài đó, chúng ta dùng cái từ bồ đề nó không trúng. Mà ở đây một cái từ mang cái tiếng bồ đề là cái người đó phải gọi là cái gì? Chống lại tất cả những ham muốn, những dục vọng trong tâm chúng ta. Người như vậy mới là người phát tâm bồ đề. Rồi cái từ bất nhập là bồ đề, vì không dính dáng vào chuyện tục lụy. Thì cái từ này nó gần gần như cái từ hồi nãy đó, là cái từ mà xa lìa hết tất cả trần duyên á. Là cái người này không phải là thành đạo xong á, là vào trong rừng luôn, hay là cái người thành đạo xong á là vào niết bàn luôn. Mà cái này có nghĩa là không dính dáng vào chuyện tục lụy thế gian ở đời đó. Thế gian ở đời nó có nhiều cái thứ mà gọi là thế gian, giống như danh vọng, địa vị, tiền bạc, của cải, được mất, vinh nhục, thành bại, có nghĩa là bát phong đấy. Thì đứng trước cái đó, cái người tu mà gọi là dùng cái từ gọi là phát tâm bồ đề á, là những người này là phải loại trừ, không có dính dáng vào những cái đó nữa. Cái người mà chỉ có nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, có nghĩa là ôm một bình bát để xin ăn, thì chắc chắn những cái tục lỵ ở đời này nó không có thể xảy ra được. Còn bây giờ bản thân nhà sư bây giờ có một cái ngôi chùa, gọi là trụ trì một ngôi chùa đây, thì bắt đầu nó mới dính tới nhiều nhiều thứ lắm, nó hệ lụy nhiều thứ lắm. Nên xin thưa quý vị đó, đúng cái nghĩa mà muốn được giải thoát giác ngộ, mà đúng cái gọi là niết bàn của Đức Phật đó, chỉ có một cái con đường duy nhất mà thôi. Nhà sư nghiên cứu kỹ, rất là kỹ, là chỉ có ôm bình bát đi xin ăn thì một mai mới có được cái quả vị đó thôi. Còn mà không làm được cái đó đó, làm những cái chuyện khác, chẳng qua là tu tập để gọi là bớt đi đau khổ mà thôi, chứ không thể gọi là được cái giải thoát niết bàn đâu. Tại vì một khi mà một người có nghĩa là ôm bình bát để xin ăn thì không có còn cái gì để nó dính vô được nữa hết á.
Địa vị danh vọng tiền bạc của cải không có gì dính vô được nữa hết. Mà không dính vô thì cái người đó được giải thoát niết bàn vậy thôi à. Mà bây giờ mình có làm một cái địa vị nào đó, một cái chùa nào đó là bắt đầu nó dính vô đó. Mà nó dính vô gọi là vô dư y niết bàn. Niết bàn có lúc không. Gọi là hữu dư y niết bàn chứ, lúc có lúc không. Còn như Đức Phật đó là cái chọn cái con đường mà nhất bát thiên gia phạn đó, một bát cơm ngàn nhà đó, chân đi muôn dặm xa đó, mắt xem có nghĩa là sự thế đó, thì như vậy đó thì một mai mới dùng mới sử mới hưởng được cái từ giải thoát niết bàn của Đức Phật. Nó rất là hay quý vị. Mà ở đây cũng xin thưa quý vị đó, bản thân nhà sư rất gọi là người tu nó có hai cái là tàm và quý. Mình tu bây giờ bản thân nhà sư thôi rất là tàm và quý, mình làm không được như Đức Phật, cái đó mình tự thấy xấu hổ. Mà rõ ràng không làm giống Đức Phật thì chắc chắn là không có niết bàn và không có cực lạc vậy thôi. Bây giờ chẳng qua là cố gắng mà sống ở đời, chúng ta gọi là để mà bớt đi đau khổ thôi, chứ không có được cái dùng cái từ có nghĩa là trị bệnh, có nghĩa là đoạn luôn cái bệnh đâu. Mà cái bệnh nó đau rồi chúng ta uống thuốc cho nó bớt đi thôi, chứ nó chưa có trị tận gốc đâu. Chỉ có con đường mà ôm bình bát đi như Đức Phật mới trị tận gốc được cái bệnh khổ đau thôi. Thì hôm nay chúng ta học một vài cái ý nghĩa mà nó đúng nghĩa với cái từ mà Bồ Đề. Mà cái từ Bồ Đề đây gọi là cái từ Niết Bàn, là cái từ cực lạc của giáo lý nhà Phật á. Thì ai mà làm những cái ý nghĩa mà nãy nhà sư phân tích đó, thì cái từ đó mới gọi là hiểu như thế nào gọi là Niết Bàn, cực lạc hay là giải thoát. Thì xin được dừng ở đây, xin được nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho thánh chúng lúc nào cũng thân thì được khỏe, tâm an, Bồ Đề tâm kiên cố. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối thân ở đời.